đến từ Ninh Giang. Địa chỉ thôn xã nói. Tôi là thôn Hội Xã, xã Tân Quang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Vừa qua là tôi cũng đến nhà ông bác sĩ Việt, ông khám bệnh thì ông cũng phát hiện được là trong mặt là có sỏi. Thì ông cho tôi dùng sản phẩm y học cổ truyền. Thời gian uống từ lúc 3 giờ đến 6 giờ 30 là hết. Thì sau đó tôi về nhà thì ăn một gói cháo. Đến tầm 10 giờ thì bắt đầu là 10 giờ nó bắt đầu đi ngoài, đến tầm 1 giờ đêm thì là hết. Thì có những cái viên sỏi ở trong mặt ấy là đã được lấy ra và tôi cũng đã mang sang cho bác sĩ Việt để kiểm tra. Thì là đúng là sỏi mặt thật. Đấy, thì nên là sỏi mặt thật. Mặt mà chính là mà chính là trong cơ thể của tôi đào thải. Trong cơ thể tôi đào thải ra. Cụ thể là những viên sỏi mặt sỏi to và xanh. Còn thì một số sỏi gan với sỏi thận thì nó bé thì nó vỡ ra thì nó cũng không, nó không không cụ thể bằng cái sỏi mật này. Thế thì tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người là ai mà có những cái căn bệnh về sỏi mật thì cũng nên dùng cái biện pháp là dùng y học cổ truyền để chữa cho nó đảm bảo về sức khỏe. Thì không phải mổ xẻ thì nó không ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn thì sau khi mà đến bây giờ thì là sau mấy bữa đi đại tiện thì như vậy là anh thấy người nó có quá mệt mỏi không? Trong những lúc mà đi đại tiện ấy thì nó có những cái dấu vết là nó cũng, người nó cũng mệt mỏi và nó cũng nhọc. Thế nhưng mà đặc biệt là từ lúc 10 giờ sáng đến giờ là người tôi thấy nó khỏe ra, là tôi đi lại được. Còn thì bắt đầu từ lúc 10 giờ mà đến 10 giờ sáng hôm nay là tôi phải nằm ở nhà để gọi là để cho nó không mệt mà nó liên tục nó phải đi ngoài. À. Mà sang đây để nó sẽ kiểm tra xem nó tình trạng thế nào. Vâng, thì qua cái việc mà tôi đã lấy ra được cái viên sỏi của mặt này thì tôi cũng mang cho bác sĩ để kiểm tra để xác minh chính xác nó là sỏi mặt. Và nó sỏi to chứ không phải là bé. Và những cái viên to này là nó gãy đôi ra, trước kia là nó liền nhau, hai cái viên này liền nhau này. Đấy, nó to như này, nó dài như này này. Thế nhưng mà tôi rửa bằng cái giấng thì tôi xa nhiều quá nó gãy ra. Chứ hôm qua là nó còn dài to, tôi bảo sao nó lại to thế. Đấy, chứ còn những cái viên nó bé này thì nó bé hẳn rồi, nhưng cái đặc biệt cái viên này là to này. Đấy, quá trình là tôi xa nhiều quá để cho nó sạch thì nó mới gãy ra. Đấy, chứ còn chính xác nó là nó to, nó dài như là ngón tay cái này. Thì đây nhá, đây là hiện tượng này. Tôi phân tích cho anh nghe về cái hiện tượng sỏi của anh. Thì trong cái khu sỏi mật này, cái triệu chứng của nó là cái người bị bệnh rối loạn tiêu hóa là chữa rất nhiều nơi không khỏi. Vâng. Tức là rối loạn tiêu hóa mà chữa không khỏi có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái dịch mật tiết vào ruột non và dạ dày là nó không đảm bảo cái chất lượng của dịch. Thế và biểu hiện như cái viên sỏi của anh về cái màu sắc như thế này thì nó hơi nhạt. Thế còn nếu như mà cái màu sắc mà nó xanh thẫm thì có nghĩa là cái chất mật của anh nó tốt. Đấy. Nhưng mà cái viên sỏi của anh nó như thế này có nghĩa là cái chất mật của anh nó không tốt, cho nên viên nó hơi phơn phớt xanh nha, chứ nó không xanh đậm. Thế chính vì thế mà cái dịch mật không để đảm bảo được cho hệ thống tiêu hóa để làm là tan các thức ăn trong dạ dày ra. Chính vì vậy mà phải lấy nó ra để cho cái mật nó khỏe, nó lưu thông cái tuyến dịch mật từ gan ra, thì cái cơ thể của anh mới bắt đầu chữa được các bệnh khác. Thì còn triệu chứng những viên sỏi ở trong mật này, những viên sỏi ở trong gan này thì nó chiếm hết mất cái diện tích chứa mật rồi, cho nên là nó không bài tiết được cho hệ thống tiêu hóa. Chính vì thế mà hệ thống tiêu hóa nó đã kém. Mà hệ thống tiêu hóa kém thì nó sinh ra nhiều bệnh. Thứ nhất là ảnh hưởng đến thận, thứ hai là ảnh hưởng đến tỳ, và cái thứ ba là ảnh hưởng trực tiếp đến đường ruột. Nhiều người ung thư đường ruột cũng vì lý do như thế này. Đấy, cho nên là khuyên mọi người là nên dùng những biện pháp mà bằng y học cổ truyền hay các cái bài thuốc rất đơn giản trong dân gian mà xung quanh ta đều có cả, để tránh cái sự mổ xẻ. Bây giờ mỗi một
ca mà phải đi phẫu thuật mật thì điều đầu tiên là anh phải nằm mất khoảng chừng có nửa tháng để anh ổn định sức khỏe bệnh tật. Cái thứ hai là khi đi cắt xoài mật hoặc đi mổ lấy xoài mật ra thì bao giờ cái tốc độ hình thành mật nó lại càng nhanh hơn. Cho nên cái phương pháp này là cái phương pháp tối ưu. Cho nên tôi mới khuyên mọi người là gì, khi đã phát hiện ra mình có tiêu hóa là mình phải nghĩ ngay đến mật của mình ra sao và đi kiểm tra các bác sĩ. Còn nếu như có sỏi thì nên dùng phương pháp này, chứ tránh trường hợp mổ xẻ để nó tổn hại kinh tế và sức khỏe cho mọi người. Đó, cho nên là mọi người cũng là lưu ý và nên dùng những cái phương pháp này, nó an toàn và không có tác dụng phụ. Đó, cho nên là mong mọi người nếu như có hiện tượng như vừa tôi nói trên thì cũng nên là tìm đến những nhà chuyên môn, mà nhất là của ngành đông y thì người ta sẽ có những phương pháp rất là hữu hiệu và thực ra nói là không đáng tốn bao nhiêu tiền.